Chân mệnh đế tiên tập 450. Có người chuyển kiếp không đây? Diệp Đào liếc nhìn xung quanh nhưng không tính thử. Không phải anh không muốn tính mà là không thể tính. Cho tới giờ anh vẫn bị phong cấm, không thể động đậy. Kia là làng của chúng ta. Người hoang dã chỉ về một phía, sau đó nhe răng cười với Diệp Đào. Diệp Đào ngẩng đầu nhìn, nơi đó thật sự là một thôn làng. Khí tức hoang dã nồng nặc, người dân không ít. Nam đều ở trần cánh tay và bàn chân, quấn một tấm da khổ cổ. Ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, nhưng có cao to đến mấy thì cũng không bằng được vị bên cạnh anh đây. Giản dị thật. Diệp Đào cảm thán, nơi ở của Thánh Vương mà không có tiên sơn hay cung điện gì, thậm chí anh còn không thấy cả nhà. Tất cả đều ngủ ngoài trời. Thứ anh nhìn thấy nhiều nhất chính là nồi sắt lớn để hầm thịt, còn có cả một đống lửa nướng thịt. Đồ ăn cũng rất quái lạ. Điều đáng nói là nồi sắt mà họ dùng thực sự rất lớn. Thấy người hoang dã quay lại, đám người to lớn kia vội vàng chạy tới, nói ra những thứ tiếng khiến Diệp Đào sửng sốt, không ngờ anh lại không hiểu. Có lẽ đây là ngôn ngữ đặc biệt của người hoang dã. Người hoang dã đặt con dao long đen xuống, người của man tộc lập tức mang nó đi. Khung cảnh tiếp theo rất máu me. Một con dao long thánh nhân bị xẻ làm 8 khúc, không cần rửa, cho luôn vào nồi. Những khúc còn lại thì cho nướng trên đống lửa. Đây đám này toàn là những gì người gì không biết. Diệp Hào liên tục cảm thán nhưng cũng sợ hết hồn hết vía. Đừng nhìn những người này rất dã man, chưa được khai hóa, đầu óc không thông minh lắm, nhưng họ đều rất hung hãn, khi chiến đấu thì rất dũng mãnh. Nếu ai khiến cho bọn họ nổi giận, đảm bảo sẽ bị đánh cho tơi tả, không còn đường thương lượng. Khi anh còn đang cảm thán thì người hoang dã đã xách anh vào một nơi sâu trong thôn làng. Nơi đó có một tế đàn khắc đầy man văn cổ. Phía trên có một người cao lớn đang nằm đó. Trạng thái hắn ta không tốt lắm, khí huyết hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Trước ngực có một vết máu đen, vết máu còn có u quang kỳ lạ, lượn lờ. Hấy! Khi người hoang dã tới gần, Diệp Đào nhìn thoáng qua, rồi hai mắt anh chợt sáng bừng lên. Không cần tính, anh cũng biết đây là người chuyển kiếp. Man Hùng, đây là một người rất quen thuộc. Đây chính là thuộc hạ của Tiêu Phong, phân điện thứ 9 của Hoàng Nhật Tông năm xưa. Nói ra thì anh còn từng đánh nhau với anh ta. Hai người dùng bí pháp Hàng Long đánh mấy canh giờ, người xem đều hoa cả mắt. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng đó vẫn như ở ngay trước mắt anh. Nhìn thấy Man Hùng chuyển kiếp, Diệp Đào không khỏi nhớ lại cảnh Man Hùng, Viêm Sơn và Viêm Long chết trận từ 100 năm trước. Ba người đều rất hung hãn, khi sống kiên cường khí khái, trước khi chết cũng kéo theo không ít thiên ma chôn cùng. Thực sự tới đúng rồi. Diệp Đào rất kích động, may mà thi triển thiên đạo không thành công. Nếu trốn vào hố đen thì anh sẽ không bao giờ thấy được Man Hùng bị thương nặng. Nói đến bị thương, Diệp Đào nhìn vết máu đen kịt trước ngực nam Man Hùng. Vết máu này thực sự rất kinh khủng, nhất là u quang lập lòe nơi vết thương. Lúc này nó vẫn còn đang mài mòn tinh khí của Man Hùng, khiến vết thương của hắn ta chẳng những không khép lại mà vẫn từ từ lan rộng ra. Tử khí u minh. Diệp Đào hơi nhắm lại, dường như đã nhìn ra điều gì. Vết thương của Man Hùng không do người sống tạo thành mà do người chết tạo thành, hơn nữa còn là một xác chết cực kỳ cường đại. Thứ khiến Man Hùng bị thương chính là tử khí u minh của xác chết. Người hoang dã đặt Diệp Đào xuống, tới trước tế đàn lấy một viên long nguyên còn nhuốm máu ra. Đó là kết tinh tinh nguyên của dao long đen mà bị ông ta moi ra, dung hòa vào cơ thể của Man Hùng chuyển kiếp. Man Hùng chuyển kiếp tỉnh lại, nở nụ cười tươi với người hoang dã. Nhưng khi cười, khóe miệng hắn ta lại trào máu. Người hoang dã mỉm cười trấn an, hai người lại dùng ngôn ngữ của man tộc rì rầm trò chuyện với nhau. Đến khi nói xong, người hoang dã đỡ Man Hùng chuyển kiếp ngồi dậy, sau đó chỉ vào Diệp Đào bên này. Man Hùng chuyển kiếp nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy Diệp Đào thì hắn ta lại không khỏi sững sờ. Một cảm giác rất quen thuộc dâng lên, hơn nữa còn rất thân thiết, khiến hắn ta vô thức gãi đầu. Giải trừ phong cấm cho ta, ta có thể cứu hắn. Diệp Hào quay sang nhìn người hoang dã, ngươi không được chạy đâu đấy. Ông ta nói, ta cũng không chạy thoát được mà. Diệp Hào ho khan, ta tìm ngươi. Người hoang dã vung tay, giải trừ phong cấm cho Diệp Hào, xách anh tới tế đàn. Khi đến gần, Diệp Hào lại quan sát kỹ một lần nữa. Rất chắc chắn, Man Hùng đã bị tử khí của người chết làm cho bị thương. Nếu không nhờ người hoang dã dùng thần lực áp chế, thì Man Hùng đã bị tử khí nuốt chửng rồi.
con trai ta đi lạc vào một ngôi mộ cổ, bị tử khí làm bị thương. Người hoang dại giải thích. Đã nhìn ra được sao? Diệp Đào nở nụ cười. Chủ nhân, ngôi mộ đó ít nhất cũng phải là chuẩn đế, hơn nữa còn không phải là chuẩn đế bình thường. Trong tử khí còn có sát khí khi còn sống. Tiểu tử, ngươi không hề đơn giản đó. Người hoang dã ngạc nhiên nhìn Diệp Đào. Ta đã từng bị thương bởi tử khí này. Diệp Đào vừa nói vừa tiếp tục nhìn cơ thể man hùng. Còn việc bị tử khí của người chết làm cho bị thương này là khi anh ở trong hố đen không gian gặp phải một chiếc quan tài đá, trạng thái giống hệt man hùng lúc này. May mắn thay, anh có thiên hỏa và thiên lôi bảo vệ. Hai bảo vật này là dương cương chi vật, tử khí là chí âm chi vật, trời sinh tương khắc. Không nói nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. Diệp Đào đặt man hùng nằm lên tế đàn, sau đó xuất thiên hỏa và thiên lôi ra. Ồ! Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng kim và thiên lôi màu đen của Diệp Đào, người hoang dã khẽ ồ lên. Ông ta không ngờ Diệp Đào còn có hai bảo vật này, nhất là thiên hỏa màu vàng kim kia, khiến cho đôi mắt to ông ấy lóe lên ẩn ý sâu xa. Tại đây, Diệp Đào đã cho thiên hỏa và thiên lôi quấn quanh người man hùng. Ngay lập tức, vết máu trước ngực man hùng dâng lên làn khí màu đen, muốn phản kháng nhưng lại bị hai vật chí cương, chí dương áp chế. Hứng! Man hùng đau đớn gầm lên, gân xanh trên trán lộ ra, miệng không ngừng trào máu tươi. Thấy vậy, người hoang dã đặt tay lên trán man hùng, truyền thần lực bảo vệ tâm mạch, cũng giúp hắn ta bảo vệ thần đài thần hải, tránh cho tử khí phản vệ tấn công nguyên thần của hắn ta. Diệp Đại Hào cũng không rảnh rỗi, xuất ra thánh huyết nhỏ lên vết thương của man hùng. Hoàng cổ thánh huyết cũng là huyết mạch chí cương chí dương. Thánh huyết mang sức mạnh dương cương nhiều hơn cả thiên hỏa và thiên lôi, trời sinh cũng đối lập với tử khí u minh. Đây là lý do vì sao người hoang dã nhất quyết muốn có thánh huyết của anh. Xuất thánh huyết ra vẫn chưa xong chuyện, Diệp Đại Hào lại trút thêm bản nguyên thánh thể. Lần này tử khí u minh trong cơ thể man hùng đã hoàn toàn bị áp chế, bị tiêu diệt dần dần, không còn chút sức phản kháng. Bên ngoài tỏa ra mùi hương thơm ngát cũng hiệp. Những người của man tộc đều đã tụ tập về đây. Mọi người nhìn man hùng rồi lại ngạc nhiên nhìn Diệp Đại Hào. Không ngờ thanh niên tuấn tú trông có vẻ yếu ớt này là có huyết mạch bá đạo và thủ đoạn cường đại đến vậy. Tử khí u minh đến thánh vương còn phải bất lực mà hắn lại có thể xóa sạch hay sao? Trên mặt thánh vương, người hoang dã đã lộ ra vẻ vui mừng, không giấu được sự cảm kích. Diệp Đại Hào cũng rất nỗ lực, đây là người chuyển kiếp nên đương nhiên anh sẽ không keo kiệt thánh huyết, dốc hết sức tiêu diệt tử khí u minh. Đây là một quá trình rất dài, cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Đại Hào vẫn chưa dừng lại. Dù khí huyết của thánh thể dồi dào nhưng sắc mặt anh đã tái nhợt. Thánh vương người hoang dã cũng rất hào phóng, không ngừng truyền thần lực và lấy các loại linh dược thiên địa truyền vào cơ thể Diệp Đại Hào. Mãi đến đêm ngày thứ ba, Diệp Đại Hào mới cất tiên hỏa và thiên lôi đi, không còn xuất thánh huyết và bản nguyên ra nữa. Vết thương trên ngực man hùng đã lành, mà tử khí u minh cũng đã bị dịch sạch. Man hùng chìm vào giấc ngủ sâu, được thánh vương người hoang dã đưa vào ao tiên trì, lặng lẽ hấp thu tinh hoa trong tiên trì. Đêm khuya, bầu không khí của bộ lạc người hoang dã rất ấm áp. Diệp Đại Hào chữa khỏi cho man hùng, bộ lạc người hoang dã tiếp đón anh rất nhiệt tình. Cả bộ lạc đều thắp sáng lửa trại, mùi thịt thơm lan ra từ tứ phía. Phải nói rằng tuy những người này to lớn, nhưng ai nấy đều thô bạo, lại rất hào phóng. Diệp Đại Hào rất khó xử, khi nói chuyện đều phải ngửa cổ lên. Thánh vương người hoang dã đi tới, một tay cầm thùng rượu lớn, một tay cầm cái chậu lớn, rất hào sảng, rót ra cả chậu, đưa cho Diệp Đại Hào. Tiểu tử, uống thử rượu của chúng ta đi. Rượu của các ông nặng thật đấy. Chốc, chậu lớn được rót đầy rượu, Diệp Đại Hào bu lên, bê lên tư ừng ừng. Thánh vương đích thân rót rượu, Diệp Đại Hào có lý nào không nhận, nhưng anh phải dùng cả hai tay để ôm. Một người đẹp trai nho nhã lại ôm một cái chậu đá lớn, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy hài hước. Uống đi. Tiếng cười vang dội của thánh vương như tiếng chuông lớn, ông ta uống rượu rất hăng say, cả bình rượu to bằng cái chậu ầng ập trút vào bụng. Đám người to lớn của bộ lạc người hoang dã cũng rất dứt khoát, ai nấy đều rất tự nhiên. Diệp Đại Hào cười khan một tiếng rồi cũng bưng chậu lớn lên sảng khoái uống hết cả chậu. Wow!
Uống cả chậu rượu vào bụng, Diệp Đại Hào cảm thấy như có ngọn lửa nóng ran khắp toàn thân, nội tạng nóng như lửa đốt. Tửu lượng của người hoang dã cực tốt, rượu này được ủ lại từ rất nhiều thần thảo chí cương, sảng khoái thật. Diệp Đại Hào lau rượu bên khóe miệng, tự cầm chậu đi rót rượu. Khi tới bên thùng rượu, anh nhìn chậu lớn trước ngực mình, rồi lại nhìn thùng rượu, dứt khoát ném luôn cả chậu đi, ôm cả vại rượu lên đổ thẳng vào miệng. Sự hung hãn của Diệp Đại Hào khiến cho rất nhiều người hoang dã đều nhìn lại đây, mọi người đều suýt xoa. Rượu của người hoang dã không phải là loại rượu bình thường, không phải ai cũng có thể uống được. May mà Diệp Đại Hào là hoang cổ thánh thể, nếu là tu sĩ bình thường thì đã bị thiêu cháy nội tạng từ lâu rồi. Wow! Sau khi uống cả thùng rượu, toàn thân Diệp Đại Hào bốc hỏa, đỏ phừng phừng, nhưng cảm giác thật sự rất sảng khoái. Uống! Anh làm kẻ nghiện rượu, ôm thùng rượu chạy khắp bộ lạc, lão đảo gào thét liên tục, muốn dùng pháp lực hóa giải men rượu nhưng không thành công. Uống! Người ngoài đã sảng khoái như vậy rồi thì đám người hoang dã cũng hào phóng, tiệc rượu lửa trại càng thêm náo nhiệt. Mãi đến tận đêm khuya, bộ lạc người hoang dã mới trở lại im lặng, đầu đầu cũng thấy những bóng người nghiêng ngả. Còn Diệp Thế Hào thì đã ngồi bệt dưới đất, trong tay vẫn ôm chậu rượu liên tục ở lên. Lần này anh thực sự đã say, đến hơi thở thở ra cũng nóng rực. Không biết đến lúc nào, anh vùi đầu vào chậu rượu ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này của anh kéo dài tới 3 ngày. Khi tỉnh dậy, đã là rạng sáng ngày thứ tư. Rạng sáng ở bộ lạc Man Tộc, người qua người lại đông đúc, nồi niêu bắt đầu hoạt động. Người ở đây ai cũng hung hãn, nhưng đều như người chưa được khai hóa. Tuy đầu óc linh hoạt nhưng rất chất phát, lương thiện, không mù mù như những người ngoài kia. Wow! Diệp Đại Hào vươn vai duỗi eo thoải mái, toàn thân cực kỳ dễ chịu. Men rượu của Man Tộc còn có thần hiệu tẩy luyện thánh thể của anh. Hả? Duỗi eo xong, hai mắt Diệp Đại Hào sáng bừng lên. Anh nhìn chằm chằm một người hoang dã, dáng người không nhỏ nhưng tuổi chỉ tầm 200. Với tu sĩ thì hắn ta chỉ là một đứa trẻ. Luyện yêu tiên thật. Hai mắt Diệp Đại Hào sáng ngời, anh nhìn chằm chằm viên đá tím trong tay người kia, đó là một bảo bối đó. Đang nhìn, Diệp Đại Hào lại nhìn sang nơi khác, có rất nhiều trẻ con Man Tộc đang chơi đùa, trong tay chúng đều cầm những vật kỳ lạ, hoặc là tiên thảo, hoặc là binh khí, hoặc là thần châu. Diệp Đại Hào nhìn mà hoa cả mắt, cũng thầm tặc lưỡi. Đó đều là bảo bối mà lại bị người Man Tộc mang ra chơi, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà. Tiểu tử, lại đây ăn thôi. Cách đó không xa, một người hoang dã cao lớn gọi Diệp Đại Hào, giọng nói thô to khiến đầu anh choáng váng. Tới rồi đây. Diệp Đại Hào liếc nhìn xung quanh một lượt rồi chạy tới. Vừa mới ngồi xuống, một người vạm vỡ đã đưa một miếng thịt rồng tới. Miếng thịt đó còn lớn hơn cả người Diệp Đại Hào. Nhiệt tình thật đó. Diệp Đại Hào ho khan một tiếng, nhìn miếng thịt rồng đỏ âu, không biết phải ăn như thế nào. Thánh Vương đã đi tới, ngồi bên cạnh Diệp Đại Hào, trong tay cầm một miếng thịt rồng nướng lên. Nướng lớn, dù sao cũng là thánh vương, khi ăn rất bá khí. Diệp Đại Hào nhìn mà nuốt nước bọt. Sau khi cắn một miếng thịt, Diệp Đại Hào xoa xoa tay nhìn thánh vương. Ta muốn hỏi tiền bối chuyện này. Nếu ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Thánh vương lau vết dầu bên miệng đi. Tiền bối đã từng nghe nói tới đại sở hay chưa? Diệp Đại Hào hỏi. Đại sở? Thánh vương gãi gãi đầu, hai ba giây sau lắc đầu. Ta chưa nghe bao giờ. Vậy Chư Thiên Môn? Chưa nghe. Côn Luân Hương, Đại La Chư Thiên, Thần Điện, Cửu Quang Thiên, Đại Hạ Thần Triều thì sao? Chưa từng nghe. Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tâm, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Huyền Hoàng, Thiên Đắng Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Đông Hoàng, Thần Hoàng thì sao? Chắc tiền bối đã từng nghe tới rồi chứ? Diệp Đào thử hỏi, trong mắt tràn đầy hy vọng. Chư Thiên Kiếm Thần đã từng nghe, nhưng những người khác thì chưa nghe bao giờ. Thánh Vương nói rồi lại cắn một miếng thịt rồng khác. Trời ơi, ta đã tạo nghiệp gì thế này chứ? Diệp Đào cúi đầu xuống, day mặt đầu lông mày. Anh thật sự hết cách, đến Thánh Vương cũng chưa từng nghe thấy. Anh cực kỳ nghi ngờ những nơi như Côn Luân Hư liệu có ở Chư Thiên Vạn Vật hay không. Nếu không, sao hỏi ai cũng đều chê chưa nghe nói tới như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Đào lại nhìn Thánh Vương người hoang dã. Tiền bối có biết Chư Thiên Kiếm Thần ở đâu không? Đến Đại La Kiếm Tông hỏi đi, lũ nhóc ở đó biết đó. Ông ta lại quệt miệng. Tôi biết rồi. Diễn Đào được nhún vai. Nhưng người tới đó thì đừng nói là quen biết ta nhé.
Tại sao thế? Diệp Đại Học kinh ngạc nhìn Thánh Vương. Mấy năm trước ta từng đánh lão tổ của chúng, đám nhóc đó thù dai lắm, lúc nào cũng nghĩ cách cho người tới đánh ta. Nếu là ta thì ta cũng đánh đó. Diệp Đại Học nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lượt. Đại La Kiếm Tông mạnh đến thế nào mà ông còn đánh cả lão tổ người ta? Quả nhiên ông rất bá đạo, nhưng cũng giống tôi. Sao ngươi không ăn đi? Thấy Diệp Đại Hào ngẩn ra, ông ta lại hỏi. Ta no rồi. Diệp Đại Hào nhét miếng thịt rồng còn đỏ au cho Thánh Vương. Cho tiền bối đấy. Đây là thứ đồ bổ mà. Ta đi tìm con trai ông nói chuyện đây. Diệp Đại Hào phủi mông đứng lại, biến mất không thấy tăm hơi. Sao lại là một nửa hoang cổ thánh thể thế nhỉ? Thánh Vương nhìn theo hướng Diệp Đại Hào rời đi, gãi đầu rồi lại thưởng thức thịt rồng. Hơn nữa còn ăn rất ngon miệng. Ông ta có thể ăn cả mấy nghìn cân. Bên này Diệp Đại Hào đã tới nơi sâu của bộ lạc người hoang dã. Man Hùng chuyển kiếp đã ra khỏi tiên trì. Khi Diệp Đại Hào tới, Man Hùng đang vun vai, duỗi eo, trong xương phát ra tiếng răng răng rắc. Cảnh giới hoàng. Diệp Đại Hào quan sát Man Hùng, hắn ta huyết mạch cực kỳ bá đạo. Là một con rồng với khí huyết như biển, bá đạo, hùng hậu, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm trong cơ thể hắn ta. Diệp Đại Hào chắc chắn ngoài Diệm Phi thì Man Hùng là người cừ khô nhất trong số những người chuyển kiếp mà anh tìm thấy. Chỉ riêng bàn tay to lớn, dày chắc này thôi, tung ra một chưởng thì đến tu sĩ chuẩn thánh cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Thấy Diệp Đại Hào đi tới, Man Hùng không duỗi người nữa, nở nụ cười thật tươi với anh. Diệp Đại Hào mỉm cười, bắn tiên quang ra cho nó bay vút vào đầu lông mày của Man Hùng. Đột nhiên Man Hùng run lên, hắn ta ôm đầu, thấp giọng kêu lên. Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ mờ mịt, ký ức kiếp trước dần hiện lên, không ngừng hòa cùng ký ức kiếp này. Chuyện cũ khi xưa dần xuất hiện trong thần hải khi ký ức được giải trừ phong ấn. Chẳng bao lâu, cơ thể Man Hùng ngừng run, đôi mắt to như chuông đồng, sững sờ nhìn Diệp Đào, hoàn nghênh quay lại. Diệp Đào mỉm cười, trong nụ cười còn có nước mắt. 100 năm rồi, Man Hùng bật khóc, đã thực sự bật khóc. Nước mắt to bằng nắm tay lăn dài, hắn ta đột nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy Diệp Đại Hào. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Man Hùng không kịp chuẩn bị. Làm sao hắn ta có thể ngờ được mình còn có thể đầu thai chuyển kiếp. 100 năm dài đến nhường nào chứ, hắn ta càng không thể ngờ có thể gặp lại người chuyển kiếp trước ở đây. Lại nhìn đến Diệp Đại Hào, mặt anh đã đỏ bừng, khóe miệng tuôn máu, bị Man Hùng ôm gãy hết cả xương. Có người hoang dã vạm vỡ đi ngang qua, thấy cảnh này thì gãi đầu, không hiểu hai người này đang làm cái trò gì. Đến một lúc nào đó, Man Hùng mới buông Diệp Đại Hào ra. Diệp Đại Hào như nhũn ra, toàn thân tê liệt, mạnh như thánh thể mà cũng bị ôm tới mức gãy xương. Man Hùng cười ngượng ngùng. Cảnh tượng tiếp theo rất cảm động. Man Hùng kéo Diệp Đại Hào vào tiên trì, sau đó ôm thùng rượu lớn đến. Hai người, một người ở trong tiên trì, một người ở ngoài tiên trì, uống rượu mạnh của Man tộc, nói về chuyện quá khứ, còn lại cảnh hai người đánh nhau ở phân điện thứ 9 của hàng nhạc. Ký ức đó vẫn rõ mồn một như ở ngay trước mắt. Hai người dường như có vô vàn điều muốn nói, những tràng cười không ngừng phát ra. Diệp Đào xuất ra thần thức dung hợp rất nhiều chuyện của đại sở, truyền qua cho Man Hùng. Man Hùng thực sự đã gào khóc rất lớn. Thánh Vương đã tới vài lần nhưng đều gãi đầu gãi tai, không hiểu sao quan hệ giữa hai người lại tốt đến mức này. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Đại Hào mới ra khỏi tiên trì. Phải nói rằng tiên trì này cũng như rượu của Man tộc, bá đạo và mạnh mẽ như một ngọn lửa, tẩy luyện lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bát hải, cho đến từng giọt thánh huyết của anh. Để ta đưa người đến một nơi. Man Hùng uống nốt ngụm rượu cuối cùng, sau đó nói với Diệp Đại Hào. Diệp Đại Hào nhảy ra khỏi tiên trì rồi đi theo hắn ta. Hai người tới một nơi sâu trong bộ lạc Man tộc. Nơi đó có một cái hố lớn, đúng là một cái hố lớn cực lớn. Nó có bán kính lớn đến mấy chục nghìn trượng. Cái hố lớn đó thứ gì cũng có: pháp khí, bí quyển, tiên thạch lấp lánh tiên quang. Dưới ánh trăng đêm rực rỡ, sáng ngời như một ngọn núi châu báu. Lúc này với khả năng đoán định của Diệp Đại Hào cũng không khỏi giật mình. Đây là một bảo tàng cực lớn đó. Ai nói những người thân hình vạm vỡ, đầu to không thông minh? Ai nói người thô lỗ như đồ nhà quê, thật ra người ta rất giàu có? Tất cả đều là bảo bối, người cứ tự chọn đi. Man Hùng cười thật tươi, cực kỳ hào phóng. Vậy ta không khách sáo được nhé.
Diệp Đào nói xong thì lấy bao tải ra, nhanh nhẹn bước tới. Cái chuông này không tồi đó. Ừ, thanh kiếm này cũng rất tốt này. Lại còn có quả tiên thạch ba màu nữa. Bên trong bồn chứa đựng bảo vật của bộ lạc Man tộc, Diệp Đại Hào tỏ ra không hề khách khí. Anh cầm bao nải là loại túi càng khôn cỡ lớn, càng quét từng thứ một và chẳng hề coi mình là người ngoài. Man Hùng chép miệng, hắn ta tỏ ra ái ngại. Ái ngại, không muốn nhìn tiếp nữa. Cứ thế, dùng một tay lôi Diệp Đại Hào ra ngoài. Diệp Đại Hào tét miệng cười, anh nhét túi đựng đồ vào trong ngực áo. Ta thích tính cách này của ngươi đó. Diệp Đào còn muốn lấy thêm một chút đồ nhưng đã bị Man Hùng lôi đi. Lại là một đêm náo nhiệt, bộ lạc người Man vẫn rất nhộn nhịp, lửa trại rực cháy, mùi thịt thơm nồng. Cho tới đêm khuya, Diệp Đào mới tìm được một nơi không có người. Anh dốc toàn bộ bảo bối lấy ra từ bồn đựng bảo bối của người Man. Phần lớn đều là pháp khí bất phàm, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Không lâu sau, hỗn độn thần đỉnh bay ra, thân đỉnh biến to thêm, nghiền nát những pháp khí kia và thôn tính tinh nguyên của chúng. Trông có vẻ như tên này thích thú lạ thường. Không thôi, Diệp Đào xoa cằm, anh tét miệng cười mà không quên liếc nhìn về hướng bồn chứa bảo bối của tộc người Man. Man Hùng lại tới, hắn nhìn hỗn độn thần đỉnh rồi bất giác tặc lưỡi. Bảo bối của Man tộc so với cái đỉnh này chỉ là thứ rác rưởi, đây mới là thần khí bá đạo. Thấy Diệp Đào vẫn còn nhìn về phía bồn chứa bảo bối, Man Hùng tiến lên trước đạp cho anh một cái. Còn nhìn sao? Không cho lấy, còn không cho nhìn sao? Diệp Đào tỏ ra thản nhiên. Bây giờ đi tìm người chuyển kiếp thì dẫn theo ta, tiện xem man man nhà ta. Man Hùng ngồi phịch xuống đất, sau đó lấy ra một vò rượu và tu ực. Man man. Diệp Đào nhướng mày, man man là ai thế? Là thê tử của ta. Man Hùng mỉm cười, thú vị đấy. Diệp Đào nói rồi bất giác xoa cằm, nhìn Man Hùng từ đầu tới chân và ánh mắt dừng ở đũng quần hắn lâu hơn một chút. Một người với thân hình vạm vỡ như hắn, nếu vào động phòng thì nhất định sẽ rất náo nhiệt, còn khiến người ta mất mạng cũng có khả năng đó. Tiểu nha đầu đó trông rất xinh đẹp. Man Hùng nói rồi tét miệng cười, đã là thê tử của ngươi thì sao lại không đón tới đây? Cái này, Man Hùng gãi đầu bối rối, vẫn chưa thành thân. Bịa tiếp đi, thôi được rồi. Ta thích nàng ấy, mà nàng ấy vẫn chẳng có ý tứ gì với ta. Man Hùng cười trừ ái ngại, nàng ấy không muốn gặp ta. Lần trước tới ngỏ lời kết duyên, nhưng lại đánh cho ta một trận. Ta hiểu rồi. Diệp Đào lên tiếng, tinh không đồ, ta lấy từ phụ thân ta đó. Man Hùng đem bức tranh cuộn nhét vào người Diệp Đại Hào. Cái này được đấy. Diệp Đào lập tức mở ra, mặc dù bức vẽ này không lớn cho lắm, nhưng lại bao gồm cả hai tinh vực trong đó. Cứ vậy đi. Man Hùng vỗ vai Diệp Đào rồi đứng dậy bước đi. Ngày mai nhớ mặc đồ, đừng để bả vai trần trông như thổ phỉ ấy. Phía sau, Diệp Đào không quên nhắc nhở. Man Hùng không đáp lời, có lẽ vì uống đã say nên bước đi chánh choáng. Thấy Man Hùng đi xa rồi, Diệp Đào mới đứng dậy nhìn tứ phương, sau đó bước vào một nơi sâu trong bộ lạc người Man. Anh lại tới bên bồn đựng bảo vật kia và lấy ra cái túi gai một cách hết sức tự nhiên. Không biết mất bao lâu, anh mới vác túi nải quay trở lại. Tiếp đó, từng món pháp khí lại được chất thành núi, hỗn độn thần đỉnh lại tỏ ra rất hào hứng. Đêm nay, Diệp Đại Hào không hề nhàn rỗi. Dưới đêm trăng, bóng hình anh khiêng bao nải trông thế nào cũng giống như một tên trộm. Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, Man Hùng đã tới nơi. Đúng như Diệp Đại Hào nói, tên này đã mặc y phục. Diệp Đại Hào nhìn mà tỏ ra kỳ quái. Man Hùng quả thực đã sửa soạn rất nhanh chóng. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn tên cao ba trượng này, Diệp Đào lại trông thấy không trông ra làm sao. Thôi, đi thôi. Man Hùng tỏ ra khá nóng lòng, hắn kéo Diệp Đào bay lên trời. Cả hai người bay vào tinh không, đi theo hướng mà tinh không đồ chỉ và bay về tinh không ở phía đông. Cả chặng đường bay tới đây, bọn họ đã gặp không ít cổ tinh, nhưng đáng tiếc là chẳng hề có người chuyển kiếp. Cho tới ba ngày sau, cả hai mới dừng chân. Nhìn vào cổ tinh phía xa, một cổ tinh đã hiện lên trong tầm mắt. Nó to chừng chu tức tinh, lấp lánh ánh sáng. Ở thiên tinh vực này, nó có cái tên, đó là Bách Hồ Tinh. Diệp Đại Hào liếc nhìn vì sao này, sau đó lại quay sang nhìn Man Hùng. Người đã nói cả chặng đường rồi. Man Hùng tỏ ra thản nhiên, hắn bay vào Bách Hồ Tinh trước. Diệp Đại Hào lắc đầu rồi cũng vào theo. Đợi tới khi đáp xuống Bách Hồ Tinh thì Diệp Đại Hào mới bắt đầu bấm tay tính toán.
Càng tính, mắt anh càng sáng bừng lên. Manh Hùng thấy vậy cũng không lên tiếng nữa. Vẻ mặt hắn nhìn Diệp Đào như hiểu ra, Bách Hồ Tinh có người chuyển kiếp.